Dương Mịch bị tố vênh váo khi bắt 7 trợ lý phục vụ từ đầu đến chân, chặn cả xe của người qua đường. Dương Mịch đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi những hình ảnh trên phim trường của nữ diễn viên lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, Dương Mịch đến trường quay phim mới Định Luật Tình Yêu 80/20 với 3 trợ lý, trong đó một trợ lý che ô, một trợ lý cầm nước và một trợ lý cầm kịch bản. Có thể nói bà mẹ một con được phục vụ từ đầu đến chân. Đúng lúc này, Dương Mịch bị netizen khui lại chuyện từng để nhóm trợ lý của mình có hành vi phản cảm với người qua đường trên phim trường. Theo đó, sau khi hoàn tất lịch trình quay phim, Dương Mịch di chuyển ra xe để nghỉ ngơi. Đã có 7 người trong tổ trợ lý của cô chặn đường của mọi người để nữ diễn viên có thể di chuyển dễ dàng. Ngay lập tức, Dương Mịch cùng ekip của cô nhận khá nhiều chỉ trích, đặc biệt nơi mà nữ diễn viên đi qua không có vạch trắng dành cho người đi bộ. Việc 7 người chặn đoàn xe khiến cư dân mạng phản cảm. Nhiều người cho rằng dù là ngôi sao hạng A, nàng tiểu hoa này cũng không được phép chiếm dụng nơi công cộng. Lúc này, không ít người mắng Dương Mịch và đoàn đội của cô quá vênh váo. Một số khác cho rằng nữ diễn viên không biết quản lý nhân viên khiến cho hình ảnh của bản thân trở nên tiêu cực. Nhưng các fan lại nhận định đừng vì thế mà quy chụp mọi tội lỗi lên đầu Dương Mịch. Dương Mịch nhận về khá nhiều chỉ trích và bị tố vênh váo. Hiện tại, Dương Mịch đang bận rộn hoàn tất ghi hình cho bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20, đóng cùng tài tử trẻ Hứa Khải. Trong phim, cô hóa thân thành nữ luật sư Tần Thi bị cha mình ép hôn khi sự nghiệp đang phát triển. Tần Thi đã cùng với Dương Hoa do Hứa Khải thủ vai, thiếu gia của tập đoàn đối thủ kết hôn để lừa tất cả mọi người. Dần dần họ nảy sinh tình cảm. Dù đề tài bộ phim không mới mẻ, nhưng sau khi hình ảnh hậu trường của Dương Mịch và Hứa Khải được công bố, khán giả bày tỏ sự thích thú. Nhiều người nhận định Dương Mịch dù đã ngoài 30 nhưng vẫn rất đẹp đôi khi ở cạnh đàn em chưa đến 30 tuổi. Các fan háo hức chờ ngày Định Luật Tình Yêu 80/20 sớm lên sóng. Cách đây không lâu, Dương Mịch vướng lùm xùm bị nhà chồng cũ gây khó dễ không cho gặp con gái. Tuy nhiên, cánh săn ảnh đã tung loạt ảnh chứng minh Dương Mịch về thăm con vào cuối tháng 5 vừa qua. Nữ diễn viên 34 tuổi ăn mặc giản dị, áo hoodie màu ngọc kết hợp cùng áo khoác denim màu xanh nhạt và quần legging đen. Cô còn che chắn bằng một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang đen ôm lấy gần trọn gương mặt. Dù vậy, nhiều người vẫn nhận ra cô. Cánh săn ảnh Hồng Kông sau khi phát hiện ra Dương Mịch đã thi nhau chụp hình hỏi thăm. Tuy nhiên, đáp lại Dương Mịch chỉ im lặng và lịch sự vẫy tay chào, sau đó vội vã về phía xe của mình. Một số nguồn tin cho hay loạt ảnh được chụp hôm cuối tháng 5 trùng với thời điểm con gái Dương Mịch bé Tiểu Gạo Nếp đón sinh nhật tuổi lên 7. Do đó, dù bận rộn, Dương Mịch sắp xếp lịch trình về với con. Tuy nhiên, những hình ảnh được gia đình nhà Lưu Khải Uy chia sẻ trong dịp sinh nhật bé gái không có sự hiện diện của Dương Mịch, dường như cô cố gắng không gây ra sự chú ý trong mỗi lần về thăm em bé. Dương Mịch hiện có công việc rất bận rộn ở Trung Quốc. Dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, thậm chí cô không về thăm nhà, thăm con mà tiếp tục đóng phim. Chính điều này khiến nhiều người dùng mạng chỉ trích cô là một người mẹ vô trách nhiệm, không yêu thương con gái. Không bận tâm đến những bình luận này, Dương Mịch tuyệt đối nghiêm túc, tuân thủ lịch trình làm việc và chỉ về Hồng Kông với con gái khi sắp xếp được thời gian. Cô từng chia sẻ trong show truyền hình Take a Romance về điều này. Dương Mịch cũng cho biết khi không thể có mặt trực tiếp bên con, cô vẫn sẽ gọi video call để được cập nhật về tình trạng sức khỏe và những bước phát triển mới nhất của Nomin. Diễn viên khiến khán giả đồng cảm khi rơi nước mắt ngẹn ngào, khoảnh khắc nghe con gái nói qua điện thoại, mẹ ơi con yêu mẹ. Dương Mịch và Lưu Khải Uy gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt, người ở Đại Lục, người tại Hồng Kông. Tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Sau khi cặp đôi kết hôn năm 2014 tới 2016, họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp đôi ở lại Hồng Kông do ông bà nội chăm chút. Dương Mịch là diễn viên nổi tiếng tham gia showbiz từ khi còn nhỏ. Người đẹp được biết đến với Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Tiểu Thời Đại, Tôi Là Nhân Chứng, Tú Xuân Đao 2. Cô kết hôn với tài tử Hồng Kông Lưu Khải Uy và có với anh một con gái. Hai người ly hôn tháng 12 năm 2018, Lưu Khải Uy nuôi con.